Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4 trang 136 bài luyện tập nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Trước hết là câu số 1, tính và rút gọn. Câu A là 3/5 chia cho 3/8. Khi mình nhớ là chia mà sẽ biến thành phép nhân và đảo ngược phân số phía sau dấu chia, đúng không? Có nghĩa là phân số thứ hai, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 1 này chứ. Mình sẽ viết lại cái đề chứ. 3/5 chia cho 3/8, đúng không? Giờ như vậy là mình sẽ viết viết lại 3/5. Phép chia thì mình sẽ đổi thành phép nhân, đúng không? 3/4 đảo ngược thành 4/7. Giờ nhân hai phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 3 × 4 là 12, 5 × 3 là 15. Giờ sau đó mình sẽ đi rút gọn, đúng không? Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 3, đúng không? Như vậy là 12 mà chia 3 thì sẽ được 4, 15 mà chia 3 thì được 5. Như vậy kết quả sẽ là 4/5, đúng không? Giờ tiếp theo là 2/5 chia cho 3/10 nha. Giờ 2/5 chia cho 3/10. Giờ như vậy mình sẽ viết là phân số 2/5. Phép chia thì mình sẽ đổi thành phép thức nha. Và 3/10 mình sẽ đảo ngược lại thành 10/3, đúng. Giờ nhân hai phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu nha. 2 × 10 là 20, 5 × 3 là 15, đúng không? Giờ mình thấy là tử mẫu mà sẽ đi rút gọn bằng cách chia tử và mẫu cho bao nhiêu này. Chia tử và mẫu cho 5, đúng không? 20 chia 5 được 4, 15 chia 5 được 3. Như vậy kết quả sẽ là 4/3, đúng không? Giờ tiếp theo. Tiếp theo là 9/8 chia cho 3/4, mình cũng làm tương tự, đúng không? Mình sẽ viết là cái đề 9/8 chia cho 3/4, đúng không? Giờ như vậy là chia thì mình sẽ đổi thành phép nhân, chứ không biết là phân số 9/8. Giờ dấu chia mình đổi thành dấu nhân và mình sẽ đảo ngược phân số thứ hai, có nghĩa phân số phía sau dấu chia nha. 3/4 đảo ngược thành 4/7. Như vậy là nhân hai phân số mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 9 × 4 thì bằng bao nhiêu? 9 × 4 là 36. 8 × 3 là 24. Giờ sau đó mình sẽ đi rút gọn phân số bằng cách chia tử và mẫu cho bao nhiêu này. Mình thấy tử mẫu sẽ chia hết cho bao nhiêu này? Chia hết cho 12, đúng không? Như vậy là 36 mà chia cho 12 thì sẽ được 7. 24 chia 12 được 2, đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 3/2 nha. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu B luôn nha. Câu B mình cũng làm tương tự thôi, đúng không? Trước hết mình sẽ viết lại cái đề 1/4 chia cho 1/2. Giờ như vậy mình sẽ viết là phân số 1/4. Giờ chia thì mình sẽ đổi thành phép nhân và 1/2 đảo ngược thành 2/1, đúng không? Giờ nhân hai phân số mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu nhé. 1 × 2 là 2 và 4 × 1 là 4. Giờ sau đó mình sẽ đi rút gọn. Mình thấy là tử mẫu chia hết cho bao nhiêu này? Tử mẫu chia hết cho 2, đúng không? Như vậy là 2 chia 2 được 1 và 4 chia 2 được 2. Như vậy kết quả sẽ là 1/2 nhé. Giờ tiếp theo sẽ là phân số 1/8 chia cho 1/6. Mình sẽ làm tương tự nha. Mình sẽ viết là cái đề chứ.
Như vậy là 1 phần 8 mình sẽ viết lại. Phép chia thì mình sẽ đổi thành phép nhân. 1 phần 6 thì mình sẽ đảo ngược lại 6 phần 1. Giờ nhân hai phân số mình sẽ lấy tử nhân mẫu nha. 1 nhân 6 là 6 và 8 nhân 1 là 8. Ở 6 phần 8 mình sẽ đi gọn, mình thấy là tử mẫu chia hết cho bao nhiêu nè. Chia cho hết cho 2 đúng không? Như vậy là 6 và chia 2 bằng 3 và 8 chia 2 bằng 4 đúng không? Như vậy kết quả là 3 phần 4 nha. Và cuối cùng sẽ là phần số phép chia 1 phần 5 chia 1 phần 10 đúng không? Mình sẽ biết là cái đẹp. Giờ như vậy là 1 phần 10 thì mình sẽ đảo lại là 10 phần 1 đúng không? Giờ như vậy là nhân hai phân số mình sẽ lấy tử nhân mẫu nha. 1 nhân 10 là 10 và 5 nhân 1 là 5 nha. Giờ 10 phần 5 thì mình sẽ đi rút gọn. Mình thấy là 10 chia 5, 10 phần 5 cũng như là 10 chia 5 đúng không? 10 chia 5 sẽ bằng 2 đúng không? Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là đáp số 2 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ tiếp theo câu số 2 tìm biết. Như vậy là câu A là 3 phần 5 nhân x sẽ bằng 4 phần 7. Như vậy là mình thấy 3 phần 5 và x sẽ là thừa số và 4 phần 7 sẽ là tích nha. Như vậy mình muốn tìm thừa số x thì mình sẽ lấy tích chia cho thừa số kia. Có nghĩa x sẽ bằng 4 phần 7 chia cho 3 phần 5. Giờ thầy sẽ làm câu A trước nha. Như vậy x sẽ bằng. Bốn phần bảy viết lại đúng không, chia cho 3/5 nha. Giờ như mình sẽ xuống dòng, như vậy x sẽ bằng như vậy là chia mình sẽ đổi thành phép nhân đúng không? Như vậy là 4 phần 7 nhân cho như vậy là 3 phần 5 mình đảo ngược là 5 phần 3 đúng không? Giờ xuống dòng x bằng giờ như vậy là nhân hai phân số mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu đúng không? 4 nhân 5 là 20 và 7 nhân 3 là 21 đúng không? Như vậy kết quả cuối cùng sẽ x bằng 20 phần 21 nhé. Giờ tiếp theo câu B là 1 phần 8 chia x bằng 1 phần 5. Như vậy là 1 phần 8 sẽ là số bị chia. X là số chia và 1 phần 5 sẽ hương đúng không? Mình muốn tìm số chia x thì mình sẽ lấy số bị chia là 1 phần 8 chia cho hương sẽ là 1 phần 5. Như x bằng 1 phần 8 chia 1 phần 5 nhé. Giờ thầy sẽ làm câu B nhé. Giờ như vậy x sẽ bằng số chia x mình sẽ lấy số bị chia là 1/8 1/8 nhé. Giờ chia cho hương có nghĩa là chia cho 1/5 đúng không? Rồi xuống dòng x sẽ bằng như vậy là 1/8 mình sẽ viết lại. Phép chia thì mình sẽ đổi thành phép nhân. Và 1/5 mình sẽ đảo ngược là 5/1 đúng không? Giờ sẽ đảo xuống dòng x bằng. Như vậy là nhân hai phân số mình sẽ lấy tử mẫu nhân mẫu. 1 nhân 5 là 5. 8 nhân 1 là 8. Như vậy kết quả cuối cùng x bằng 5/8 nha. Giờ như vậy mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3 tính.
Câu A 2 phần 3 nhân cho 3 phần 2. Như vậy là nhân hay con số thì mình lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu là ra kết quả, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu câu số 3 A chứ nhé. Giờ trước hết mình sẽ viết là cái đề, đúng không? 2 phần 3 nhân cho 3 phần 2. Giờ như vậy là nhân hai con số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, đúng không? 2 nhân 3. Còn phía dưới là 3 nhân 2. Giờ như vậy là mình thấy là 3 trên 3 dưới biến mất, 2 trên 2 dưới biến mất, còn lại số 1, đúng không? 3 chia 3 bằng 1, 2 chia 2 cũng bằng 1, đúng không? 1 nhân 1 bằng 1. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là số 1 nha. Giờ câu B tương tự, đúng không? Giờ trước hết mình cũng viết là cái đề nha. Giờ như vậy mình sẽ viết là cái đề 4 phần 7 nhân cho 7 phần 4, đúng không? Giờ nhân hai phân số mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, đúng không? 4 nhân 7 nha. Còn phía dưới là 7 nhân 4. Giờ như vậy mình thấy 7 chia 7 bằng 1, 4 chia 4 cũng bằng 1, 1 nhân 1 cũng bằng 1. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là số 1 nha. Giờ tiếp theo câu C cũng tương tự, đúng không? Giờ thầy sẽ làm 1 phần 2 nhân cho 2 phần 1. Giờ nhân hai con số mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, đúng không? Vậy là 1 nhân 2 và mẫu số sẽ là 2 nhân 1. Giờ như vậy là 2 chia 2 trên 2 dưới, 2 chia 2 bằng 1, 1 chia 1 cũng bằng 1, đúng không? 1 nhân 1 bằng 1. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là số 1 nha. Giờ như vậy kết quả của ABCD bằng 1 nha. Ở đây mình có nhận xét là 2 phần 3 và 3 phần 2 là phân số đảo ngược nhau. Như vậy mình sẽ có nhận xét là hai phân số đảo ngược nhau, nhân nhau sẽ bằng 1. Giờ như vậy là mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4 nha. Giờ tiếp theo là câu số 4. Một hình bình hành có diện tích là 2 phần 5 mét vuông, chiều cao sẽ là 2 phần 5 mét, tính độ dài đáy của hình đó. Như vậy là mình nhớ là diện tích của hình bình hành chính là độ dài đáy nhân cho chiều cao. Như vậy ở đây người ta cho diện tích cho chiều cao, khi mình tính độ dài đáy thì mình sẽ lấy diện tích chia cho chiều cao. Giờ thầy sẽ làm câu số 4 nha. Độ dài đáy của hình bình hành là, như vậy mình sẽ lấy 2 phần 5 chia 2 phần 5, đúng không? Giờ như vậy là mình thấy là hai con số này giống nhau, chia nhau sẽ bằng 1 nha, đúng không? Hai số chia nhau giống nhau, chia nhau sẽ bằng 1. Thì hai con số giống nhau chia nhau cũng bằng 1, đúng không? Giờ ở đây sẽ là 1 mét nha. Giờ đáp số sẽ là 1 mét. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 có em là có kết quả giống như thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho hai quả bạn cùng xem. Vì là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khá hay giảng thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.